Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Ken nha. Thì ngày hôm nay Ken sẽ làm món ăn là chân gà trộn với cóc thái cây nha, siêu cây luôn. Ở đây mình có một cây cóc ở nhà nè, cây cóc thái rất là nhiều trái các bạn thấy không? Giờ mình sẽ hái vào, mình sẽ hái nguyên cành luôn. Đó. Chắc 2 cành là đủ rồi, một hơn dĩ lớn. Đây chắc sẽ hái thêm một cái cho thấy chắc là như này ha. Mình sẽ nhả vào làm chế biến cho các bạn xem nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt sả bỏ vào trong cái khay để hấp ha. Thì mình cắt sả thì mình sẽ đập dập lót xuống dưới. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ thêm gừng cho nó thơm nữa, để nó đánh bay cái mùi hôi của cái chân gà các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ chặt đôi cái chân gà bỏ vào lên trên, rồi mình sẽ hấp ha. Rồi sau khi mình đã chặt hết các cái chân gà rồi thì nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp hấp khoảng 15 phút cho nó chín chân gà luôn nha. Rồi trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ làm nước sốt để tí mình trộn với cóc nè. Hành thì các bạn có thể cắt lát, xong rồi mình chia hai ra, một chén hành lát nè, một chén hành bầm nè, rồi một chén ớt, một chén tỏi, một chén nước mắm và một chén đường. Nước mắm thì chúng ta để khoảng 6 muỗng, đường thì 4 muỗng nha. Rồi bây giờ chúng ta bật bếp lên, đổ dầu vào, thắng cho cái dầu nó nóng lên. Rồi sau khi mà dầu nóng rồi thì các bạn bỏ những cái nguyên liệu nãy mình chuẩn bị như là tỏi và hành để mà phi trước nha, cho nó thơm. Đấy, giờ mình bỏ hành trước nè, bỏ hành với tỏi phi cho nó vàng thơm. Ok, sau khi hành và tỏi đã vàng thì chúng ta bỏ tiếp các nguyên liệu khác như là nước mắm, đường, ớt và nước lạnh nha mọi người, một ít nước lạnh. Bây giờ mình trộn đều lên để nó tan hết đường, rồi mình nấu rửa lửa riu riu cho đến khi nó kẹo lại nha các bạn. Sau khi các bạn thấy nó đã kẹo lại và ok như mình mong muốn thì các bạn tắt lửa nha, và để nguội trong khoảng 10-15 phút để nó nguội hoàn toàn, để khi mình mình trộn vào cho cái chân gà với lại cóc thì nó sẽ đầy đủ cái vị và nó không có bị mềm cái cóc đi nha. Cóc sau khi các bạn đã gọt sạch vỏ thì chúng ta sẽ cắt những lát nhỏ, bỏ vào ngâm với nước đá lạnh ha, để nó có độ giòn và không bị mềm nè. Các bạn cắt sắc lát nha, tùy theo các bạn thích ăn lớn hay nhỏ thì các bạn cắt nha. Cái này thì không mà cần phải cố định như mình đâu, tùy các bạn thích kích thước như thế nào thì bạn cắt. Rồi các bạn cắt xong các bạn để trong vòng khoảng 10-15 phút là ok ha. Tiếp đến là các bạn đã nấu chín chân gà thì mình cũng sẽ ngâm vô nước đá lạnh cho nó săn lại, nó không có bị mềm nè. Cũng ngâm khoảng 10-15 phút nghe. Sau khi các bạn đã ngâm cho lạnh rồi thì mình vớt ra cho để ráo nước. Rồi bây giờ sẽ đến công đoạn cuối cùng, đó là công đoạn trộn cái gia vị và chân gà cóc lại với nhau. Đây là chân gà nè, mình đổ vào, rồi mình sẽ đổ cóc vào. Rồi đây là cái hỗn hợp nãy mình làm nước sốt các bạn, mình sẽ đổ vào hết luôn nha. Thì cái hỗn hợp này mình không có bỏ chanh, tại vì gốc đã chua sẵn rồi nghe. Rồi mình chuẩn bị một ít hành sắc lát bỏ vào cho nó thơm hơn nữa ha. Các bạn nào muốn ăn cay thêm thì mình bỏ thêm ớt nè. Rồi sau khi mà bỏ tất cả các gia vị thì trộn đều lên nha. Đó, các bạn cứ đảo đều cho cái gia vị nó thấm đều vào chân với lại cốc nè. Trộn lên, trộn đều lên. Thì sau khi các bạn đã trộn đều cái những cái hỗn hợp gia vị này thì mình để trong khoảng 10 phút để cho các cái gia vị nó thấm vào ha. Rồi bây giờ chúng ta đã thấm gia vị thì chúng ta sẽ múc ra dĩa ha. Các bạn thấy nó hấp dẫn không? Rất là cay luôn nha, rất là nhiều ớt nè. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra đĩa. Các bạn nào muốn ăn chua thêm thì hãy vắt chanh vô nha. Ở đây có chua sẵn rồi nên mình không có vắt chanh. Bây giờ mình sẽ múc ra trong cái dĩa như thế này. Đó. Rồi, mình sẽ chăng ở đây mình có chuẩn bị một ít rau hung lủi nè, chăng chỉ lên đây cho nó có màu xanh cho nó đẹp ha. Đó. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái món chân gà trộn với lại cốc Thái siêu cay các bạn. Thì giờ mình sẽ thử một miếng thêm thử cái mùi vị nó như thế nào ha. Mình sẽ ăn phần này hơn trong dĩa để mọi người tí nữa ăn ha. Đây là những chân gà. Nó thấm gia vị vừa ăn các bạn, cũng không có thấy chua, tại mình chưa ăn cốc á. Ăn gà thì nó giòn dai, khi nãy mình bỏ vô nước lạnh á nên nó giòn. Thì các bạn nào muốn ăn chua theo đó các bạn có thể vắt chanh vô để chua cay ha. Ở đây thì nó cốc rất là chua sẵn rồi các bạn. Ngon. Mình sẽ ăn thêm một miếng cốc thôi. Cốc thì mình trộn với cái hỗn hợp này thì nó không còn chua nữa, nhưng mà nó thấm cái ớt vô cay lắm. Ớt đó nhiều nè, nó sặc luôn á, cay lắm mà, nhưng mà ngon, càng cay càng ngon. Mình ăn thêm một miếng nữa nha. Thì cái món này cũng rẻ tiền, các bạn có thể mua chân gà ở chợ, nếu mà nhà có cốc thì làm, không thì mua thêm cốc ha. Mình trộn mình ăn. Rồi hy vọng các bạn làm món này thành công để ăn cùng gia đình bạn bè ha. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Thì bạn nào có ý kiến hay đóng góp những video gì mình muốn xem á thì hãy comment bên dưới cho mình biết ha. Và nhấn đăng ký để ủng hộ mình và mình có thêm động lực để làm video cho các bạn xem nha. Thì bây giờ xin chào các bạn. Con ăn cái gì? Con ăn chân gà không? Trời ơi! Đúng không? vào nha. Ăn đi mẹ đưa một miếng nha. Mẹ không ăn kèm nữa này. Mẹ cũng ăn cái này nữa, mẹ cũng ăn cái này. Sao? Chưa. Chưa không? Chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.